Thưa quý vị, tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An, có một người phụ nữ đang từng ngày gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là những điệu múa, lời ca hay là những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Không những vậy, chị còn có nhiều hoạt động góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa của dân tộc mình đến mọi người. Hôm nay, chị Lầu Y Dánh hướng dẫn cho các em trong bản cách thêu trang phục Mông truyền thống. Cũng như nhiều phụ nữ Mông khác, chị Dánh được mẹ chỉ cách thêu từ khi còn rất nhỏ. Mình là người Mông, người dân tộc Mông rồi, mà là mình sẽ giữ cái đồ truyền thống của ta, cái văn hóa của ta, chính đồ truyền thống của ta là ta sẽ mất. Ngoài việc gìn giữ những bộ trang phục đặc trưng, chị Dánh còn là người tiếp lửa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua việc truyền dạy những điệu múa của người Mông. Nhờ cô dạy bảo cho bọn em nhiều điệu múa, nên là bọn em biết nhiều hơn và tập dần thì biết nhiều hơn về những điệu múa đấy. Mặc dù là hơi khó nhưng mà em phải cố gắng để biết nhiều hơn ạ. Từ khi là cháu biết múa là cháu đã thích múa rồi. Từ khi mẫu giáo là đã được các thầy cô cũng như là bày cho mình điệu múa của dân tộc Kinh nè, Mông mình cũng có. Thế là lúc đấy cháu cũng đã múa rồi ạ. Cháu cảm thấy sinh ra là người Mông là biết rất là nhiều thứ, với lại là múa những cái điệu múa này rất là đẹp. Chị Dánh còn là người tiên phong của bản, xây dựng homestay, đóng góp cho việc phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Khách đến đây là tôi muốn đưa cái đồng bào, cái văn hóa truyền thống của đồng bào Mông cho khách biết là cái đặc trưng của Mông ta là giống như nào, có giá trị như thế nào. Là tôi cũng muốn đưa cái truyền thống nó cho khách biết, cho khách làm cho quý vị, cho khách. Xây dựng homestay không chỉ là cách giúp chị Dánh và gia đình có hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, đó là cách để chị giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông đến với du khách.